Sáng nay tại Đà Nẵng, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID thông qua dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng khai mạc chương trình đào tạo nâng cao năng lực tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành du lịch và thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là chương trình đào tạo và tư vấn cùng chuyên gia nhằm tập trung nâng cao năng lực nhận diện, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua phân tích các nhóm chỉ số tài chính trong báo cáo tài chính thường kỳ, cung cấp một bức tranh chung về thị trường vốn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành dịch vụ du lịch và thương mại. Trong thời gian qua, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng đã phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức rất nhiều chương trình đào tạo cho doanh nghiệp liên quan đến vấn đề chuyển đổi số cũng như là khởi nghiệp. Ngày hôm nay, Trung tâm lại tiếp tục phối hợp để tổ chức chương trình liên quan đến vấn đề về quản lý tài chính doanh nghiệp. Khi các doanh nghiệp đến tham dự chương trình này sẽ hiểu thêm về các vấn đề về chỉ số doanh nghiệp, các báo cáo tài chính để có thể biết được cái sức khỏe của doanh nghiệp của mình hiện tại nó như thế nào, để có thể quản lý doanh nghiệp mình hiệu quả và đồng thời có thể tiếp cận được, biết được cái cách thức mình có thể tiếp cận được các nguồn vốn thương mại hiện nay để phát triển công ty của mình. Khóa đào tạo còn giúp doanh nghiệp nắm bắt được xu hướng thị trường tài chính, cách thức xử lý của ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng các chính sách hỗ trợ của chính phủ liên quan đến tín dụng, để có thêm những kinh nghiệm tiếp cận vốn dễ dàng hơn và có kế hoạch phát triển doanh nghiệp phù hợp hơn. Thì những cái chương trình nó như thế này thì sẽ một phần là cho các cái doanh nghiệp sẽ có một cái kiến thức nhất định và sẽ hỗ trợ về cái doanh nghiệp trên cái con đường phục hồi của các cái doanh nghiệp sau đại dịch, về các cái vấn đề quản lý tài chính hay là những cái con đường có thể là phục hồi một cách nhanh hơn. Trong 6 tháng cuối năm thì trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức ít nhất là 3 khóa đào tạo nữa cho doanh nghiệp, chủ yếu tập trung vào các khóa đào tạo về khởi sự, về quản lý doanh nghiệp cơ bản cũng như quản lý doanh nghiệp chuyên sâu. Thì với sự đồng hành này thì trong trung tâm hy vọng là các doanh nghiệp khi tham dự các chương trình của trung tâm sẽ có những cái bước đi thuận lợi hơn trong cái quá trình hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tới. Trên thực tế, tiếp cận vốn luôn là bài toán khó đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ. Để tiếp cận thành công vốn vay ngân hàng và các nguồn tài chính khác, doanh nghiệp không chỉ có chiến lược sản xuất kinh doanh hiệu quả mà còn phải xây dựng được báo cáo tài chính rõ ràng, khoa học, chứng minh được thực lực của mình, đồng thời phải hiểu rõ các yêu cầu của ngân hàng. Do vậy, cùng với hỗ trợ về khởi nghiệp, chuyển đổi số, quản trị doanh nghiệp, thì những khóa đào tạo chuyên sâu, nâng cao năng lực tiếp cận vốn luôn rất cần đối với doanh nghiệp.